chủ anh chị và các bạn nhé hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn về một cái bài báo trên trang cà phê app nói về cái nội dung là cổ phiếu các doanh nghiệp lại lớn đua nhau giảm sàn nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chim trong sắc đỏ thậm chí bị bán tháo dẫn đến năm sàn trong đó đáng chú ý có cả những doanh nghiệp thủy sản phân bón hóa chất vừa báo lại lớn lại kỷ lục trong quý đầu năm thị trường chứng khoán rung lắc dữ dội phiên cuối tuần khiến nhà đầu tư <laughs> xây sẩm mặt mày từ mức tăng trần 23 điểm có lúc VN Index đã đảo chiều giảm 7 điểm trước khi kẹo lại và kết phiên tăng 9 điểm sân vỏ đỏ lòng nhiều nhóm cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ thậm chí bị bán tháo dẫn đến năm sàn đáng chú ý trong số này có cả những cổ phiếu của doanh nghiệp vừa báo lại lớn lại kỷ lục trong quý đầu năm. Đây là cái bảng chia sẻ về cái lợi nhuận sau thuế của những cái mã cổ phiếu lớn các bạn này ở quý 1 năm 2022. Trong đó có những cái ngân như là thủy sản, hóa chất và phân bón. <laughs> Nguồn báo cáo tài chính của công ty. Nhóm thủy sản là một điển hình khi đồng loạt VHC, ACL, NVCMX, IDE, FMC, HAM đều sàn trắng bên mua. Trong khi MPC cũng giảm mạnh, cũng phải lưu ý lưu ý rằng các cổ phiếu thủy sản trước đó đã trải qua cơn sóng ngân mạnh mẽ từ đầu năm, với nhiều cải tiến tăng mạnh hàng chục phần trăm, thậm chí lập đỉnh lịch sử mới do đó áp lực chốt lời là không thể tránh khỏi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động khó lường như hiện nay. Một loạt cổ phiếu thủy sản trắng bên bán. Điều đáng nói là ngay trước phiên rơi sốc, các doanh nghiệp thủy sản như VHC, ACL, IDI đã đồng loạt báo lại tăng bằng lần trong quý 1 năm 2022, trong khi FMC khiêm tốn hơn cũng có mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ các doanh nghiệp thủy sản được hưởng lợi trong quý đầu năm nhờ xuất khẩu khởi sắc và giá bán sản phẩm tăng cao. Chúng cần ngô các cổ phiếu phân bón, đàm phú mỹ, DPM, DCM, LAS, BFC bị bán tháo xuống. Giá sàn còn PMB, PSW cũng giảm sâu. Nhóm hóa chất có CSV trắng bên mua, trong khi DGC, HVT còn lực câu cuối cuối phiên giúp thoát ra những điều giảm mạnh. DDV là cái tên hiểm hoi ngược dòng tăng tích cực. Trong nhóm này, hai cổ phiếu đầu ngân là DGC, DPM vẫn đang giao dịch quân vùng đỉnh trong khi các cái tên còn lại đều đã chiết khấu đáng kể. Nổi bật nhất phiên hôm nay phải kể đến DPM khi cổ phiếu này trắng bên mua khi vừa báo lại kỷ lục 2.126 tỷ đồng trong quý 1 năm 2022 gấp 12 lần cùng kỳ năm trước. DPM cho biết giá bán và sản lượng kinh doanh mặt bằng phân bón tăng mạnh trong quý 1 năm 2022, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng. Tương tự cổ phiếu hóa chất DGC đạt kỷ lục lợi nhuận sau thuế một quý lên tới 1 bảy tỷ đồng quý đầu năm, tăng 418% so với cùng kỳ nhờ giá bán các mặt hàng tăng cao. Các doanh nghiệp khác như CSV HVT, DDV cũng đều bảo lại tăng băng lên, với mức tăng tương ứng 203%, 275%, 306% so với cùng kỳ. Trong buổi cảnh thị trường đã chiết khẩu khả mình từ đỉnh sau nhịp giảm sâu vừa qua, CEO MBS Trần Hải Hà đã chia sẻ rằng giờ là cơ hội tuyệt vời để cả để nhà đầu tư cân nhắc giải ngân vào những doanh nghiệp tốt, tiềm năng tăng trưởng mạnh bởi trong dài hạn, thị trường chứng khoán đi lên là nhờ kỳ vọng sự tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và sự đóng góp của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế ngày càng lớn và rõ rệt hơn. Nhưng rung lắc trong ngắn hạn chỉ là cơ hội cho những nhà đầu tư lý trí, khôn ngoan và bản lĩnh gặt hái được quả ngọt trong dài hạn. Dù vậy, việc một loạt cổ phiếu của các doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng mạnh cũng đều bị bán tháo dẫn đến giảm mạnh, thậm chí năm sàn. Đã phần nào khiến nhà đầu tư Chùn tay khi nhặt hàng phiên hôm nay Theo Hà Linh Tí thức trẻ Mình vừa mới chia sẻ với các bạn Một cái bài viết trên trang Cafe App. À Về cái lĩnh vực chứng khoán các bạn ạ Hy vọng rằng á Mình vừa đọc báo như thế này Vừa quay lại cái màn hình Đọc cho các bạn nghe thêm một số thông tin Về bài báo luôn các bạn nhé à, Cảm ơn các bạn đã nghe cái Bài đọc của mình Chúc các bạn và gia đình của các bạn Thật là nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé